vàng. Người Dương Hải là Yên Mỹ nhỉ? Dương Hà. Dương Hà. Đang lên đây này. Ờ, cái lần tranh này. Ôi Dương Hà có cái đền thờ Kim Cương, ở bên chùa Kim Cương đẹp thật đấy. Nhà mình đấy. Ờ, thế hả bác? Bác cho em cái rượu vodka. Được ạ. Không, mà em để nó trong như thế này bác ơi. Vodka. Chị ca này nó dễ, nó không khó đâu. Thì lấy vodka thì sao? Người này ta cho nó vừa vào đi. Đúng rồi, mận là trưa thôi. Gì mà chưa lên mà sơn sơn để bảo mời ra. Ra ngoài cột vào đây được không? Cho ra ngoài kia. Cái cột này có cột này chắc. Cột này chắc. Cột chắc hơn cột kia, cột này chắc. Nhớ thì cột. À bác cứ để trong bác cứ để trong nhà giúp em. Tí nữa bác pha loãng ra. Bởi vì khi hứng lại ít thôi không cần nhiều. Thank you.
Thank you.
lên ra điều khiển cái đầu nó đi vào. Thả cho xuống là nó đạp đi. Như thế thì trong rượu phải sợ gì nữa. Chào chưa? Không có nhanh nữa đạp được rồi. Nó không nọ. Em đạp vào cái. Ôi, nó nó cái khác đi, cái đấy em gửi đi Hải Phòng cái. Vâng. Con nào lấy cái mỏng hơn đi. Vì cái thằng kia nó đòi, nó làm nhẫn, nó hẹn. Cái dài đấy mới làm nhẫn được. Bác mà lấy thì lấy cái mỏng hơn, em lấy cái mỏng. Con nào lấy không? Con nào lấy cái mỏng hơn thì cái này nó mới làm được nhẫn. Chưa bao giờ lấy những cái đẹp như này. Hiểu hiểu cơ giản.
người không cần tưới. À, đứng đâu đấy quay. Đẹp nhỉ? Rồi ạ. Cô... hai bác đẹp đôi thế. Tất cả. Cô đứng dịch vào chúng một tí nữa thì đẹp rồi. Vâng, vâng. Mấy khi về được chụp lưu niệm. Đẹp thật đấy nhỉ? Yeah. Đẹp thế. Rồi.